chủ yếu là quay độ đẹp trai chính thôi Cường. Xin mời quý vị và các bạn, tôi đang quay độ đẹp trai của Cường Nguyễn. Đẹp trai đâu có gì là sai, đẹp trai sao chúng mày cứ thích cãi, đẹp trai con mày đừng có lại nhảy, ta đẹp trai vãi đái. Nếu như chúng mày cho rằng đẹp trai là có tội thì có lẽ phần đời còn lại của ta là phải đi sám hối. Từ bé tội lỗi của tao đã chất cao như ngọn núi rồi, ôi thôi chắc phải tu thêm vài kiếp thì chúng mày mới tha tội. Thân phận là chú nhất tinh hay bị bắt lỗi, hơi động một tí chúng mày lại lôi, chúng nó lại lôi mình ra bảo là mình chơi trội. Ui giời, khổ thế đấy, sớm biết thế này thằng làm con chùm nếu sai còn hơn là thằng đẹp trai để suốt ngày bị bão vẫy. Ôi giời, nó thì nói vậy, chùm biết thằng này sau bao lần đầu thai mà mình vẫn bị đẹp trai, tạo hóa đã sắp đặt là sao mà chối cãi, số phận đã an bài, bây giờ mình biết thằng này. Ôi khổ nhất trên đời, mình đẹp trai vô đối, mồm đẹp, mắt đẹp, tay đẹp, mũi đẹp, đến cả cái mụn cũng đẹp, lông mày lông mi cái gì cũng thật mê ly. Ôi giời, Cường Nguyễn của chúng ta đẹp trai, wow, dân VIP MU Hà Nội, đẳng cấp blo.info. Nếu mà có quý vị và các bạn có thích truy cập thì hãy truy cập vào Cường Nguyễn Thái Âm Chân Kinh. Wow, wow, William Cường chúng ta 1 phút 36 giây. Anh đánh tường, quý vị các bạn chắc cũng đã biết nhiều về cái môn võ quái vật của anh. Môn võ này gọi là, theo các cụ hồi xưa gọi là môn võ súc vật. Súc vật. Môn võ thật là bá đạo của William Cường. À, tên tiếng Anh là Mr. Sutro, Mr. Quái vật và Mr. William Cường Cường. Và bây giờ là Cường Diễn sẽ biểu diễn chúng ta một màn võ thuật. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Ở chỗ trò chơi định mệnh. Trò chơi định mệnh. Mặc dù trời mưa nhưng mà anh vẫn không ngần ngại, anh đã biểu diễn cho khán giả xem bài Ký Quyền Chân Trượt của anh. Trượt gãy răng. Đã nhiều lần anh múa dưới mưa, đã nhiều lần bị trượt gãy răng. Và lần này anh lại biểu diễn cho quý vị, không biết anh có bị trượt gãy răng không? Trơn quá đã, vỡ mồm gãy răng, đập đầu rồi. Gãy quay hàm. Wow. À, quý vị và các bạn có biết là anh, niềm đam mê của anh gãy quay hàm đã 4-5 lần và gãy 5-6-7-10 cái răng và đã cắm 7-8-9-10 cái răng giả rồi. Nhưng mà anh vẫn đam mê. Mới hôm qua anh mới gãy một cái răng. Rất đam mê và gãy rất nhiều răng. 36 cái răng của anh bây giờ gãy 32 cái, chỉ còn 4 cái là còn nguyên vẹn. Chủ yếu là quay độ đẹp trai chính ấy. Cần gì đúng không? Chủ yếu là quay độ đẹp trai chính. Tính ra không mua máy thì cho các em xem, các em lại bảo được bị hâm. Chuẩn men. Đẹp trai nhất phố và xinh gái nhất phường của chúng ta. Khu phố em giờ rất